Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục ở khoảng 19-21 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là đêm không mưa, ngày nắng nóng, nên nhiệt độ tiếp tục tăng và độ ẩm lại giảm. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 36 đến 37 độ, còn độ ẩm thì duy trì quanh ngưỡng 59 đến 62%, trời khá là oi bức. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục ở khoảng 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều cánh rừng trở nên khô nỏ, nếu bất cẩn dễ bùng phát cháy. Hiện nay theo bản đồ quản lý cháy rừng và khai thác thông tin của Cục Kiểm Lâm thì tỉnh Phú Thọ của chúng ta có 4 điểm thuộc Cẩm Khê, Đoan Hùng, Tam Nông, Hạ Hòa ở mức cảnh báo rừng cấp 4, tức là cấp nguy hiểm, và 1 điểm thuộc huyện Thanh Ba cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cục Kiểm Lâm khuyến cáo là người dân không đốt, xử lý thực bì trong rừng và không đốt nương làm rẫy trong những ngày như thế này. Và bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết 3 vùng trong tỉnh. Vùng núi phía Tây, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Vùng đồi Trung Du, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Còn vùng đồng bằng, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.